vị và các bạn thân mến, cũng như thông lệ vào mỗi số quay của chương trình ẩm thực hình chữ S, chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người đó chính là những món ăn có thể là lạ hoặc là những món ăn cũng rất là quen thuộc. Và ngày hôm nay, Vân Anh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn được chế biến từ gà rất là độc đáo. Và chắc hẳn là mọi người đang rất tò mò đây là món ăn gì đúng không nào? Vậy thì hãy theo chân Vân Anh nhé. Xin chào chị Diệp. Chào bạn. Em có nhận nhiệm vụ từ chương trình ẩm thực hình chữ S là chị có yêu cầu một món ăn, thì không biết là chị có yêu cầu như thế nào ? Mẹ mình ở quê ra và rất thích món gà, mà mình thì không biết nấu là món gà gì cho nó ngon, cho nên mình muốn tạo một sự bất ngờ. Gà thì có rất là nhiều loại gà, không biết là chị muốn chế biến loại gà nào ? Gà tre đi bạn. Gà tre, cái này cũng hơi khó nha. Nhưng mà không sao, với đầu bếp của ẩm thực hình chữ S thì cái gì cũng có thể giải quyết được. Em sẽ nhờ đầu bếp của chương trình. Chị ở đây đợi một xíu nhé. Rồi. Xin chào anh Thinh ạ. Rồi, chào bên anh. Không biết giờ này anh khỏe không? Thì khỏe. Anh biết em tới đây vì mục đích gì không? Anh biết rồi. Sao biết sao? Tại lần nào gặp cũng nhờ mà. Hôm nay nhờ thêm một lần nữa thôi. Không, thoải mái. Thoải mái đúng không? Tại vì khách mời của em có một cái đề rất là khó. Đó chính là bạn đang muốn chế biến một món gì đó với gà tre. Thực chất là em chưa biết là chế biến món gì hết, không biết là anh có nảy ra ý tưởng gì không ? Gà tre hả? Gà tre cũng giống như các gà khác thôi, như gà ta, rồi gà nòi, rồi gà đông tảo. Nhưng mà hôm nay sẽ làm một món đặc biệt cho vị khán giả của chương trình. Đặc biệt thế nào anh? Gà kho này, thường quá ha. Đây mình lắm. Làm cái món gà nổ muối. Gà nổ muối, lần đầu tiên em nghe cái tên đó luôn. Bây giờ hay là mình vào trong bếp mình cùng chế biến. Rồi, đồng ý thôi. Anh Thinh ơi, không biết là với món ăn này thì mình cần những nguyên liệu như thế nào anh? Nguyên liệu chính của mình nhé em là gà. Gà. Chắc chắn phải có gà rồi ạ. Và mình có gồm có gia vị như là hạt lêm, đường, hạt nêm, bột ngọt, tỏi, hành tím, một tiêu và muối bọt. Nhưng đặc biệt cái món này là phải dùng nhiều muối hột. Tại sao lại dùng nhiều muối hột anh? Tại vì nó là gà tre lẩu muối. Và bên cạnh những cái nguyên liệu gia vị thì mình có những nguyên liệu thảo mộc, mình gọi là những loại rau. Tuy nhiên xả, lá ổi và lá chanh và ớt và một ít ngọt lý. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm bước gì đầu tiên anh nhỉ? Thì trước hết là mình gà mình mua về, mình sẽ làm sạch. Và khi mình sơ chế gà thì mình phải rửa qua muối để cho nó không có mùi hôi. Ngoài gà tre thì mình có thể sử dụng loại gà khác để mình chế biến món này không anh? Thì ngoài gà tre ra mình có thể dùng như là gà ta, rồi những gà nòi, những cái món nói chung là liên quan tới gà, hoặc là một số nguyên liệu khác mình thích là sử dụng món ăn không qua nước mà mình muốn đổ muối mình làm được. Bây giờ em phụ anh ha. Dạ vâng. Làm cái món này thì mình phải có một cái thố bằng đất. Tại sao mình không dựng những loại nồi khác mà mình phải dùng thố đất vậy em? Đốt đó để cái nhiệt nó giữ được cái nhiệt. Và quý vị lưu ý là để chúng ta có được một cái món ăn ngon nhất thì chúng ta nên sử dụng loại nồi đất thay vì nồi nhôm và nồi inox. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào vậy anh? Đầu tiên em sẽ đổ muối vào. Dạ vâng, cả một chén như thế này ha anh. Hai chén. Mình sẽ tản nó ra. Dạ. Người ta hay gọi đây là muối hộp đúng không anh? Cái này cũng rất là dễ mua. Cắt cái xả ra. Dạ. Mình sẽ đốt kín. Dạ vâng. Mình không cần phải đập ra như thế nào mà mình chỉ cần cắt ra là được phải không anh? Đúng rồi. Như thế này đủ chén hay là mình cần? Mình sẽ cho nó kín lên để gà nó không bị ngấm vào muối. Rồi tiếp theo mình sẽ xếp lá ổi ha. Mình sẽ xếp kín rồi. Những cái lá cây, những cái lá của mình đây nó có cái hương vị riêng và nó sẽ cho một cái mùi nhé. Lần đầu tiên mà em thấy mình chế biến một món ăn mà lại sử dụng lá ổi. Tại vì trong cái công viên của khu du lịch mình ấy, thì nó rất nhiều các loại cây như xả, lá chanh, lá ổi thì nó tự nhiên có những cái bếp á. Nó sẽ chế ra những cái món ăn nói chung là theo cái ẩm thực tự nhiên nhất, lấy nguyên liệu tự nhiên nhất. Nhiều lúc con gà cũng tác lá chanh đúng không? Dạ đúng rồi, lá ổi rất là lạ. Rồi mình sẽ ướp gà, mình sẽ khứa sơ ha, để mình ướp gia vị cho nó thấm và nó nhanh chín hơn. Đây cũng là bí quyết mọi người khứa gà trước thì như vậy chúng ta sẽ làm cho gia vị mau thấm hơn và gà cũng sẽ nhanh chín hơn. Cái cách hành của anh ha. Dạ vâng. Bây giờ mình sẽ làm cái gia vị để ướp mấy gà. Mình cho khoảng độ 5 gram hạt lêm, một thìa cà phê muối. Đã có muối rồi nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình ướp gà bằng muối nữa ha. Tại vì cái muối kia là để lấy hơi lên thôi. Dạ. Còn cái muối này để cho hoa nó đậm đà. Mình cho một thìa cà phê đường, thìa cà phê bột ngọt, cộng với lại một thìa cà phê tỏi và mình cho một ít hành tím. Rồi em cắt cho anh một ít ngòn đi, một ít ớt ha. Rồi mình sẽ cho một ít lá chanh, em cắt to ra không sao. Mà thường ướp nguyên con như vậy thì nó có thể thấm không anh? Thấm chưa? Làm xong cái phần thố và phần gà, mình sẽ đặt con gà vào.
mình ướp trong vòng khoảng 15 phút. Cái món ăn này thì nó không đụng đến nước, không dùng phải chiên xào gì cả, không có dầu mỡ, ngon từ thịt đấy. Em thấy một số phần lòng gà như thế này anh cũng đã lấy hết ra ngoài đúng không? Đúng ra là con gà có thể làm được nhiều món, nhưng mà mình có thể con gà nhỏ như vậy đó, mình làm một món thôi. Thì sau khi mình đã cho gà vào, mình sẽ đưa lên bếp và mình nổ muối trong vòng 20 phút là gà chín. Cả từ khi bắt đầu mình đặt lên bếp. Rồi bây giờ mình ra bếp ha. Dạ vâng. Dạ. Thì trong khi chờ đợi gà chín thì mình đi mình làm nước chấm, mình sẽ chấm với muối tiêu chay. Bây giờ chúng ta sẽ trộn vào trong muối tiêu đúng không anh? Muối tiêu, cắt một lát chay. Muốn ăn cay thì mình sẽ trộn một chút ớt. Vậy là món nước chấm của chúng ta rất là đơn giản phải không mọi người? Mà không biết là các món ăn nguồn gốc xuất xứ như thế nào hay là do anh tự nghĩ ra vậy ạ? Món ăn này thì mình nói trong khu du lịch trồng rất nhiều nguyên liệu, có xả, có lá ổi, có những vườn cây ăn trái. Thì từ đó những đầu bếp ví dụ như là gà chỉ là muối bình thường thôi, là người ta bỏ muối hột, ta lót cái xả lên, nhưng mà lá ổi và lá chanh rồi xả kết hợp với nhau, nó sẽ có mùi thơm đặc trưng riêng của món này. Đây là những nguyên liệu tự trồng, nó là thiên nhiên và ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe đúng không nào? Bây giờ em đã nghe được cái tiếng nổ lách tách của muối rồi đó anh. Đúng rồi, khi mình đốt vào nhiệt thì cái muối nó khô, bắt đầu nó lỏng. Bây giờ nó cũng đã chín rồi. Dạ. Yeah. Mình sẽ lấy cái lá hoặc là cái rau gì đó mình sẽ nót ở dưới dĩa. Nếu như mình có cái mẹt tre thì mình không cần phải nót ha. Yeah. Lấy cái lá ổi thì mình nót ở dưới đây luôn. Rồi yeah. bây giờ mình kiểm tra gà thì mình sẽ nắp ra. Gà mình đã chín rồi, là khi cái đùi á, cái phần thịt ở cái đùi nó co lại là đã chín. Còn nếu mình kiểm tra là kỹ thì mình sẽ lấy cái đũa mình đâm vào cái đùi này. Nếu như không có nước nó chảy ra là nó sẽ chín. Rồi, chín rồi. À, bây giờ mình có thể lấy ra rồi đúng không anh? Đúng rồi, giờ mình sẽ lấy ra, tắt bếp ha. Wow, mùi rất là thơm mà em thấy mùi này em chưa từng ngửi bao giờ. Nó rất là lạ. Sau khi rắc lá chanh lên thì món ăn mình đã hoàn tất. Wow, bây giờ em sẽ men món ăn này và mời bạn Diệp thưởng thức cũng như học cách chế biến món này như thế nào nhé. Rồi, cùng với muối tiêu chanh em ha. Dạ vâng. Rồi, mời em. Như yêu cầu của chị lúc đầu gửi đến cho chương trình ẩm thực hình chữ S thì chị đang phân vân không biết là nấu món gà tre như thế nào. Thì ngày hôm nay anh Thinh đã chế biến món gà tre thành gà tre nổ muối. Chị có bao giờ nghe qua cái tên này chưa? Cái tên gà tre nổ muối này nghe rất là lạ. Rất là chưa được thử qua món này đây. Có thể nói đây là lần đầu tiên của chị đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cùng thử xem sao nhé. Rồi, thử chứ vậy? Rồi, cái món này mình cũng chấm muối tiêu chanh bình thường. Gà rất là ngon anh, cái vị gà rất là dai, thơm, giữ nguyên được hương vị mùi gà. Nhưng mà em thấy ở trong gà hình như nó có một cái hương vị gì đó mà em chưa được thưởng thức qua, không biết là nó là hương vị gì. Cái món gà thì nổ muối hột ấy. Thì nó là bình thường. Nhưng mà của anh chị có một số món như là gà nổ những hạt thảo mộc, mình dùng lá cây, ví dụ như là mình dùng xả leo này, lá ổi này. Và mình ướp gia vị vào. Vậy là trong cái gà này có hương vị của lá ổi nè, rồi xả này, rồi muối. Thì ra cái vị gà rất khác so với những lần mà em ăn những món gà khác. Cái mùi này rất là đặc trưng. Nếu như chém điểm thì chị sẽ cho điểm bao nhiêu cho thang điểm 10 ạ? Cái này phải hơn điểm 10 nữa. Hơn điểm 10 này đúng không? Cái món gà này hương vị rất là ngon và rất là lạ nữa. Vì mẹ của Diệp rất là thích ăn món gà nên hiện tại em rất là muốn anh giúp em thực hiện cái món ăn này để em làm sự bất ngờ cho mẹ của em được không ạ? Rồi, sẵn sàng thôi. Thực tế cái món cũng dễ làm. Thì em rất là cảm ơn anh Thinh, cảm ơn Vân Anh và đặc biệt là cảm ơn chương trình đã giúp em được thưởng thức món ăn hấp dẫn này. Rồi bây giờ mình tiếp tục thưởng thức thôi. Trong lúc ăn thì sẽ chia sẻ về món ăn này cho em. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng với chương trình ẩm thực hình chữ S học cách chế biến món gà tre nổ muối và hy vọng là quý vị có thể tự tay chế biến cho cả gia đình, bởi vì đây cũng là một món ăn khá là lạ đúng không nào? Nếu như quý vị nào còn có món ăn nào khác thì có thể gửi thư giới thiệu về cho chương trình. Còn bây giờ, Vân Anh xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.